Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Tôi ở Ngoại Thành nha. Hôm nay thì mình lại ở nhà của anh Úc. Anh Úc là một nghệ nhân. Hôm nay chúng ta đến xem anh ta tạo ra con linh vật hôm nay như thế nào nha. Vì năm rồi anh tạo ra con chuột rất là giống. Giống đúng rồi. Con cao này mình làm từ cái gì đâu? Xi măng. Thôi sao mình đắp được lên con cao vậy? Mình tạo ra cái khung rồi mình đắp. Đắp 8 bữa. Dạ hả? Để tạo ra cái khung xương rồi mình mới lấy dùng xi măng mình đắp lên lấy lưới bệnh lại. Ồ, sao con trâu này giống thiệt quá, giống trâu thiệt quá rồi ta. Có điểm khác biệt gì không Tài? Làm phải giống thiệt chứ. Này là mình da trâu. Ồ. Trâu này á, tại vì mình biểu diễn lên sân rồng á. Rồi mấy da trâu này người ta làm trống á. Mình lên chia lại người ta. Vậy mình làm. Vậy bào ra, bằng đầu nó dày vậy nè. Lấy cái máy bào á. Tốn công lắm, mấy bữa mới bào xong mới lớp da. Ồ, hàng chi nó giống y như con trâu thiệt vậy đó. Mình xử lý phải giật nè, giật giờ phải đắp lên. Những bầu da này là người ta làm trống nha mấy bạn. Và Út nữa nó mua về để làm con trâu nó gần giống thật hơn. Đang làm cái gì Úc? Chắc là mấy cái ron nó hở nè. Sao nó hở vậy? Bữa đó thì da nó ướt. Giờ nó giật lại hả? Giờ nó khô rồi nó giật. Bây giờ mình chắp lại những cái đường hở nè mấy bạn. Đó, nó hở dài xuống nè. Rất nhiều mà mới hở. Tại khi mình làm lúc đó mình làm cái da nó hơi ướt. Bây giờ nó khô nó đi giật lại. Dưới này nó mới xong rồi. Này nhìn mặt. Cái công đoạn nào khó nhất mà nhỉ? Công đoạn mà khó nhất là phải để cho cái giữa cái miếng đắp này với cái miếng đắp này cho nó tẹp màu. Nên giờ mình làm cho anh tẹp mới giống được. Nãy mình có đắp sơ qua cái gì bên này phải không? Mình đắp nè. Bây giờ mình làm cho nó tẹp lại cho nó thực tế. Rồi hẹn gặp mấy bạn vào ngày mai tại xã Dương Tây. Những công đoạn cuối cùng